Đóa hoa tham vọng là bộ phim tình cảm Thái Lan xoay quanh cuộc hôn nhân của hai nhân vật chính là Ping, một cô tổng giám đốc xinh đẹp, lãnh đạo cả một tập đoàn khổng lồ và người chồng phản bội Nu. Cuộc sống hôn nhân của cả hai người vốn rất ngọt ngào và hạnh phúc, cho đến khi sự xuất hiện của tiểu tam Zoom đã phá vỡ đi mọi thứ. À ta muốn vươn tới đỉnh cao bằng việc đánh đổi thân thể với những người đàn ông khác, kể cả là người đã có vợ. Những màn gạ tình công khai của tiểu tam đã khiến cho La Ping từ một người vợ bình thường trở thành một con hổ dữ dằn. Vì quá tức giận trước những hành động của Zoom, La Ping đã có những màn trả thù cực kỳ thâm độc và đau đớn bằng cách lấy đi tất cả những gì họ yêu thương nhất. Thuộc thể loại phim ngoại tình với diễn xuất cực đỉnh của dàn diễn viên trẻ đẹp, bộ phim được đặt kỳ vọng sẽ tạo nên nhiều cảnh quay ấn tượng. Hy vọng những tình tiết thú vị và gay cấn trong phim sẽ chinh phục được trái tim của những khán giả khó tính nhất. Ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.